Hey, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Mr. Quất Cẩu CV của chúng tôi. Trên màn hình thì quý vị thấy là chúng tôi đang có một MPC 60-7. Con này thì bữa trước là chúng tôi có đăng một cái video là rút công, mới rút được hôm nay là ngày thứ hai hoặc thứ ba gì đó. Con này thì chưa dọn rửa gì mọi người nhé, có giá làm thơ cho quý vị. Anh em nào mà đang có nhu cầu sử dụng PC 60-7 này thì chúng tôi có giá thuận cho anh em thu dọn tại bãi. Con này chúng tôi đang để ở Thuận An, Vĩnh An, Bình Dương. Còn dọn lên thì cái giá nó khác. Quý vị muốn mua thì có thể đến tận bãi của chúng tôi để xem xe rồi tiến hành dọn chung kết luôn. Con này sơ qua thì cái nắp cabo kia là có gọt tô lại rồi, tại vì nó bị nắp mất cái nắp. Lắp đấy là lắp tôn chứ không phải lắp nhựa, nhưng không sao, chủ yếu là thủy lực này, máy bơm chân cẳng nó khỏe là ok rồi, còn không thì máy không đổ hơi là phun xuôi nước. Còn về cái phần đàn lông thì nói chung là con này rửa lên thì nó rất là đẹp, còn cái tôn kia chúng tôi sẽ bỏ lại. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại